Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn làm con robot biến hình Optimus. Đây là Optimus của mình đây. Rồi, đứng dậy biến hình. Tiếp tục ta gắn chiếc giò bên trái đòn phải của nó. Giò thì phải có hai cái xe, thêm cái bộ trụ nữa, đẹp lung linh. Gắn thêm cái giò, gót giò đẹp. Tiếp tục gắn thêm cái đầu nối giữa bên giò là một khớp giò lên trên, lên cái đùi đó. À, đẹp rồi, tiếp tục gắn này vào này cho nó cứng cái giò lên. Tiếp tục gắn này vào. Xong một cái giò rất là uyển chuyển. Xong cái giò thứ nhất, tiếp tục ta gắn cái giò thứ hai thôi. Rồi, bây giờ thứ hai sắp hoàn thành rồi các bạn ơi. Xong. Đó là gần xong cái giò thứ hai rồi. À, ra quên gắn bánh xe vào. Rồi, xong cái giò thứ hai. Khá là đẹp đúng không? Tiếp theo ta làm hai cánh tay của nó. Này là quỷ tay, gắn vào đây. Tiếp tục cái này vào đây là bàn tay. Cái này là một bàn tay. Cái súng ống vào đây nè. Vào cánh tay xong. Có sự lỗi gì?
Sủi lơ cái. Sao mới sủi lơ vậy? Một cánh tay đã xong. Cánh tay thứ hai. Cánh tay hai nhóm vào đây, tiếp tục gắn cái này vào. Gắn cái này vào đây. Rồi, xong chúng ta được hai cánh tay rồi. Hai cánh tay con robot biến hình Automat. Tiếp tục ta gắn cái đầu của xe thôi. Đầu xe cũng có hai cái bánh, mỗi bên hai bánh. Rồi ta gắn vào. Một bánh. Bánh thứ hai. Này là trục nối. Gắn cái trục nối vô cái đầu xe. Xong. Tập hoàn thành rồi. Cái bên gắn bánh xe vào, gắn bánh xe vào thôi. Tiếp tục bánh xe thứ hai gắn vào, gắn vô đế xe, gắn vào đây. Một bánh, hai bánh. Rồi gắn trụ nối vào, rất là ngọt. Yeah. Xong, 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 xong. Tiếp tục. Tiếp tục sắp hoàn thành rồi các bạn ơi. Làm xe sắp hoàn thành rồi. Rồi làm cái hành ngang. Hành ngang này một hành đỡ nữa. Cái này tiếp tục hành đỡ nữa. Đẹp, rất là đẹp. Rồi ta làm hành ngang trên đây. Lắp ráp xe lại. Oh yeah. Yeah. Oh yeah. Xong. Oh, rất là đẹp. Tiếp tục ta làm cái thân xe thôi, cái thân kết nối vào đầu xe này. Đây thì phải vào đây. Có chỉ sẽ sai không ta? Đúng rồi các bạn ạ. Rồi đây. Rồi tiếp tục ta gắn cái tay vào. Tay vào. Oh yeah. Tiếp tục cái tay đây nữa. Cái tay là gì ống khói luôn rồi. Rồi gắn cái giò vào. Rồi đây. Xong. Rồi đây. Đã hoàn thành. Rồi gắn thêm cái đầu vào. Ồ, nhìn xe ngầu. Hạ thấp
xuống đây cuốn. Robot biến hình hai con, một con mini và một con khổng lồ. Con khổng lồ đang chở con robot mini, Phenomenon mini cho quen. Chạy sao dập mặt. Ờ dập mặt luôn đâu, khoe lên coi. Đâu coi. Ồ ngầu như cái ghê vậy. Ồ ồ. Như thiệt luôn. Đừng đụng đừng đụng nó nguyên. Ba chụp lại coi. Ta quay cho nó ngầu. Ồ ngầu quá rồi. Ồ. Mới không bắt đầu luôn. Cái đầu đây nè. Ừ. Rồi, tác chiến rồi, hai con ủi lộn coi. Ủi à. 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 Rồi, biến hình coi. Chi chi chi. Còn con này biến hình không em? Đang 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 đang. Ừ. Bé gì hả? Ừ. Ừ. Gì đó. Áp đi mốt coi chạy chạy theo. Tét háng. Biến hình là sao tét háng luôn rồi. Mày biến hình mất cờ quá rồi. Háng nó dài luôn. Chạy theo tét háng luôn. Chạy cái tét háng luôn rồi. Rồi sao chạy? Chạy đi mẹ. À. Lửa luôn. Ừ. Bất cờ luôn. Đây là tập yoga. Con này tập yoga nè. Con robot biến hình tập yoga. Hí hò hí hò. Ủa. Ôi da bốc khối ra lửa luôn rồi. Thử đích trước coi.